Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, do được tam hợp quý nhân tương trợ, trong tháng 5, tuổi Dậu cũng có những đột phá về những thành công trong công việc, cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 5 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, cho nên con giáp này có thể nhận được rất nhiều những lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm thật nhiều những cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại thì bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây sẽ là bài phân tích chi tiết về vận trình của quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm Nhâm Dần 2022, trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Dậu tháng này có đường công danh đang có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang, thu thêm tài lộc. Đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm nhiều bội thu, lợi lộc. Con giáp tuổi Dậu tháng này buôn may bán đất, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu các quý vị gia chủ tuổi Dậu có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ được may mắn, nhận được sự giúp sức của bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận, đề phòng trước những chuyện rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề, không đáng có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý vị gia chủ tuổi Dậu sẽ thu được khoản lợi nhuận lớn trong tháng này. Tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công việc công ăn lương, tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn so với đầu năm, khối lượng công việc ít, vì vậy bạn cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép và chỉ nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy, về phương diện sức khỏe của những người tuổi Dậu trong tháng này không thực sự tốt. Lẽ dĩ nhiên, công việc phát triển áp lực càng nhiều, chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần phải chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ. Thời gian này gia chủ cũng cần phải chú ý đến các bệnh liên quan về thần kinh như đau đầu hoặc các bệnh như thiếu máu hay huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt cần giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các quý vị gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu.
Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm gia đạo của quý vị gia chủ tuổi Dậu khá tốt. Tháng này có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình có thêm người thêm của. Với những người đã có gia đình thì tháng này gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Người đang còn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã xô xát. Khi đó hãy bình tĩnh, đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận, cảm thông. Như vậy mới có thể tiến xa hơn được, đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người mình quý giá. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ đón một tháng tươi mới với nhiều may mắn. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống tình cảm. Tình cảm không có nhiều biến động. Bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi quá xa, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài và nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Ở độ tuổi này, cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe và không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tháng này với tuổi Tân Dậu, vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần phải đề phòng giấy tờ, vật có giá trị, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu, chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí của mình, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Sự nghiệp của những người tuổi Quý Dậu tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì, bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề cần được giải quyết một cách dứt điểm, bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Quý Dậu tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Quý Dậu phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Xem tử vi tháng 5 âm lịch nhâm dần cho tuổi Ất Dậu 2005. Vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cần phải chú ý có điểm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa, nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra cũng cần phải chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thầy Gia Cát, ở độ tuổi này các bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như chuyện thi cử. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi.
đối với người tuổi Dậu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những quý vị gia chủ tuổi Dậu trong tháng 5 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên chương trình.